Xin chào tất cả 500 anh em của kênh Thư viện Anime hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho anh em một bộ ngoại truyện Rimuru lạc vào thế giới hiền giả lưu ý. Đây là phần ngoại truyện được một bạn có tên là Nguyễn Ngọc Anh Mai viết và không liên quan đến mạch truyện chính nha được rồi chúng ta vào câu chuyện thôi. Đã 100 năm từ khi Rimuru đánh bại Nun và giờ đây Tempest đã là một quốc gia phát triển với nhiều công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới. Nhưng cái giá đó cho việc phát triển đó là Rimuru lại có thêm kẻ thù mới mà cậu trọng sinh hai kiếp rồi mà vẫn không thoát. Được vâng đúng như bạn nghĩ đứt đó chính là giấy tờ kẻ thù truyền kiếp của chủ tịch Di đang rất vui mừng vì hôm nay không có nhiều giấy tờ thì. Cánh cửa phòng mở ra bước vào phòng là Suna và Sion đang bê mỗi người một chồng giấy tờ cao 2 mét vào thì Di tái mặt. Chào ngài Rimuru Sama đây là giấy tờ ngày hôm nay. Ngài phải làm hết giấy tờ đó nhé Rimuru Sama ngài không được trốn đi chơi đâu đó. Tôi sẽ đi làm bánh và trà cho ngài Thu Rimuru Sama Suna. Ừm. Mà cảm ơn cô nhé, Shuna Rimuru nói với khuôn mặt sắp khóc đến nơi. Không có gì đó là bổn phận của tôi, thua Rimuru-sama. Khi cả hai vừa ra khỏi phòng thì, Di cần, nhằn với Sien. Sien ta không muốn làm đống giấy tờ đó đâu. Ta muốn đi chơi. Không được thưa mắt ngài phải. Làm xong công việc rồi mới được đi chơi. Ta không muốn làm hết đống này chắc ta mệt chết mất. CN điều đó không khả thi thưa Master Ngài là Slim và cũng là một trong những vị thần cai quản đa vũ trụ mạnh nhất nên việc Ngài biết mệt và chết là không có khả năng. Dù là vậy nhưng ta cũng từng là con người đó và từng là con người thì cũng có có cảm giác mệt nên ta cũng rất mệt. Ngài còn chưa bắt đầu làm việc nữa mà chủ nhân. Ta không muốn nhìn thôi là đã không. Muốn làm rồi. Thôi được rồi thưa Master nếu Ngài làm xong công việc thì tôi sẽ cho Ngài sang thế giới khác chơi. Được chứ? Thật chứ CN, Cô không được nốt. Lời đâu nhé? Vâng. Yeah. Vậy ta bắt đầu làm việc sau 3 tiếng đồng hồ cắm cọc ở bàn làm việc thì Di cuối cùng đã làm xong công việc của cậu. Ta làm xong rồi, giờ ta đi chơi được rồi chứ? Ngài phải báo cho thuộc hạ trước khi đi chứ ạ, à. nếu họ không cảm nhận được sự hiện diện của ngài thì họ sẽ lật tung thế giới này lên để tìm ngài đó ạ. À. Ừ ha, ta quên, Diablo. Sau đó Di vừa gọi tên thì Diablo từ trong hư không xuất hiện trước mặt, "Cậu, thưa ngài Rimuru-sama ngài cho gọi." Thần ạ, à. Ngươi hãy đi chuẩn bị cuộc họp trong một tiếng nữa, ta có chuyện cần nói. Vâng, thưa Rimuru-sama, một tiếng sau. Trong phòng họp đã tập hợp đầy đủ các cán bộ cấp cao của Tempest như Thập Nhị Thủ Hộ Vương, Thập Kiệt Mê Cung, Veldora và Ramiris, còn có sự góp mặt của Milim khi cô cũng vừa hoàn thành công việc của mình và xuống Tempest chơi với Rimuru. Khi Rimuru bước vào thì mọi người trong phòng họp đều đứng dậy cung kính chào Rimuru. Đám Veldora, Ramiris và Milim chỉ chào bình thường. Xin kính chào ngài Thưa Rimuru-sama, chúc ngài một ngày tốt lành. Chào bạn thân, chào Rimuru. Âm chào mọi người. Hôm nay ta mở cuộc họp này là để thông báo với mọi người một việc là ta sẽ sang thế giới khác một thời gian nên mọi người hãy trông chừng Tempest giúp ta nhé. Thưa ngài Rimuru, hãy cho thần đi theo ngài. Hãy cho thần đi cùng ngài Thưa Rimuru-sama. Nhiều người khác, Milim nói cho ta đi với Rimuru cậu dám đi chơi mà không cho tớ đi cùng hả? Ta muốn đi cùng ngươi Rimuru. Cả ta nữa. Ta sẽ không dẫn ai theo hết vì ta đi để học hỏi những công nghệ ở thế giới khác ngoài Tensura để áp dụng vào Tempest. Với lại ta cũng đâu có yếu đến mức cần phải bảo vệ chứ Benima du vầng Sama. Địa bô lô vậy chúc ngài thượng lộ bình an Thurimuru Sama. Vậy là cuộc họp được giải tán. Lúc này trong phòng chỉ có Rimuru và Milim. À, sao cậu chưa về nữa Milim? Rimuru cậu cho tôi đi cùng đi mà. Frey lúc nào cũng mang mất chồng giấy tờ cao mấy mét đến cho ta làm ta khó khăn lắm mới trốn được xuống đây đó. Cậu cho tớ đi cùng đi mà, tôi hứa sẽ không phá phách gì mà, Milim nói với giọng như sắp khóc đến nơi. Thấy thế thì Di cũng thấy đồng cảm với Milim vì có hoàn cảnh giống mình nên đã cho Milim đi cùng trong bí mật không thì sẽ có rắc rối to hai. Thôi được rồi Milim vì cậu có hoàn cảnh giống tôi nên tôi sẽ cho cậu đi cùng làn này nhưng đừng có Phá đây không thì phải quay về đấy. Ri, Milim nghe thấy thế thì vui mừng và cảm ơn Di. Ừm tôi hứa. Cảm ơn bạn thân vậy chút nữa đến phòng làm việc của tôi nhé Milim. Ừ. Sau khi về phòng làm việc thì Di thảo luận với CN nên đi đâu thì được vì lần này còn có Milim nhưng cổ hứa là sẽ không quậy phá gì nên cũng yên tâm được phần nào. Này CN chúng ta nên đi đâu đây CN vậy Master ngài có muốn đến thế giới có phép thuật dựa vào bốn dấu ấn tương ứng không ạ? Nghe lạ nhỉ. Thế giới đó như nào vậy CN? Vâng thưa Master thế giới đó có bốn dấu ấn được người ở đó gọi như vậy đó ạ à, thưa chủ nhân. Ấn vô năng, ấn tiểu ma Ấn thứ ba AD tạm gọi là Ấn xạ thủ nha Ấn vinh quang. Ồ ra vậy, ta hiểu rồi vậy ta đến thế giới đó nhé. Vong Master. Sau khi Milim đến thì Di và Milim cùng xuất phát đến hành tinh đó tới đến rồi Rimuru chúng ta đi được chưa? Ở chúng ta đi thôi. Sau đó Di khởi động thần hư không. A ra thật để đi đến hành tinh mà Sien đề xuất. Video hay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.